Hiện đây là hai đội đánh rất là tích cực và đánh rất là lâu rồi, không biết là phải thắng được đội nào đây. Bình Bình đập bóng phạm lỗi điểm cho Bình Thanh. Kính thưa toàn thể nhân dân, hiện nay là để đẩy mạnh sức khỏe cho ông cha của cao tuổi cũng như em phụ nữ của các thôn xã, đó là nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nên là xã Bình Thanh chúng ta bốn thôn đều có những câu lạc bộ bóng chuyển hơi và bóng chuyển của dân vũ. Đấy cũng là một sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền xã Bình Thanh cũng như các cấp lãnh đạo của các thôn, và cũng được sự hưởng ứng của nhất là các hội người cao tuổi cũng như hội phụ nữ đã lập ra hai câu lạc bộ rất là bổ ích. Một là câu lạc bộ bóng chuyền hơi của hội người cao tuổi và hội dân vũ của chị em phụ nữ nhằm để nâng cao sức khỏe và cũng như tinh thần cho toàn xã nói chung và cũng như mọi thôn nói riêng. Thế giờ này là hai đội bóng chuyền của Bình Thanh và xã Bình Định đang thi đấu rất là nhiệt tình. Bình Định đã có chốt điểm cho Bình Thanh. Bảo anh Bình lại đây này, lại đây. Cầm miếng cái đô này đây. Thoải mái mà, máy nó bắt thoải mái. Ăn đấy. Bóng chuyền hơi 56. Bóng chuyền hơi 56. Bóng chuyền hơi 56. Bình Thanh là bóng ra bài điểm cho Bình Định 8-5. Của xã Bình Định là hiện nay là 5 bộ bắt lực. Ví dụ như là cầu thủ Văn Quân, cầu thủ Quân Mẫn, ông Văn Lương là toàn những cầu thủ đã trên tuổi 70 mà các cô là đến là rất là nhiệt tình, rất là hăng say. Đội đội tập bóng ra ngoài điểm cho Bình Thanh 6-9. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Hôm nay tại sân vận động của thôn Lập Bắc, chúng tôi đã tổ chức buổi lễ ra mắt bóng chuyền hơi và đội quân vũ. Rất hân hạnh cho thôn được đón các đại biểu của lãnh đạo xã cũng như lãnh đạo của các thôn cùng với các câu lạc bộ bóng chuyền của xã Bình Thanh, xã Bình Định. Thay mặt tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Hiện nay Bình Định phát bóng. Bình Định đặt bóng ra ngoài điểm cho Bình Thanh 7-1.
phát bóng. Mother.
toàn thể nhân dân ở trong thôn là ra cổ động cho hai đội.
trân trọng kính mời đại diện câu lạc bộ dân vũ thôn xã Lâm Bình chúng ta trở về khu vực tập kết của ban tổ chức. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời câu lạc bộ dân vũ xã Lâm Bình chúng ta trở về vị trí tập kết để chương trình của chúng ta chuẩn bị khai mạc. Quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân đã trở về sân đình lập ấp của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân hòa chung trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019, 55 thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tăng cường tập luyện thể dục thể thao để giữ gìn sức khỏe. Toàn đảng toàn dân thôn Lập Ấp chúng tôi rất vui mừng phấn khởi với công trình tâm linh đình làng đang trong quá trình thi công và đã đang hoàn thiện. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, cho phép tôi được gửi tới các quý vị, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, dân vũ là một bộ môn văn hóa có tính nghệ thuật cao, có tính thể thao bồi bổ thể lực sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, hòa mình vào âm thanh của những nhịp đẩy, những vũ điệu samba, rumba hay tango, giúp cho con người nhanh chóng lấy lại tinh thần sảng khoái, tăng cường sức khỏe để cho ngày hôm sau bắt tay vào công việc đầy năng lượng và hiệu quả. Một thành phần không thể thiếu được trong buổi tối hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu câu lạc bộ dân vũ thôn Lập Ấp là một câu lạc bộ hôm nay mới được nhận quyết định thành lập và tổ chức lễ ra mắt. Những chi hội phụ nữ của thôn đã tích cực vận động và tổ chức cho chị em phụ nữ trong thôn tập luyện. Đến nay đã có hơn 40 thành viên tham gia. Xin các quý vị nổ một tràng pháo tay chào đón các chị em trong thôn câu lạc bộ thôn Lập Ấp. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào đón câu lạc bộ dân vũ thôn Lập Ấp ạ. Vâng, đang trở về khán đài đó là câu lạc bộ dân vũ thôn Lập Ấp. Đề nghị chúng ta một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để chào đón. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời câu lạc bộ dân vũ xã Minh Tân. Chào đón. Xin được trân trọng giới thiệu câu lạc bộ dân vũ xã Minh Hưng. Xin được trân trọng chào đón câu lạc bộ dân vũ thôn Điện Biên xã Bình Thành. Đang tiến về lễ đài đó là câu lạc bộ dân vũ thôn Điện Biên xã Bình Thành. Đề nghị chúng ta một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để chào đón. Xin được trân trọng giới thiệu câu lạc bộ dân vũ thôn Khả Vũ xã Bình Thành. Xin được trân trọng giới thiệu câu lạc bộ dân vũ thôn Na Công xã Bình Thành. Đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để chào đón các đội về tham dự trong chương trình buổi tối ngày nay. Một phần không thể thiếu trong buổi tối ngày hôm nay, trong buổi tối ra mắt ngày hôm nay, đó là sự hiện diện của toàn thể đông đủ các tầng lớp nhân dân cũng đã về chung vui cổ vũ và khích lệ phong trào văn hóa văn nghệ thể thao của thôn nhà. Đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Làm nên chương trình buổi lễ
kính mời bà Hoàng Thị Luyến, chi hội phó chi hội phụ nữ thôn. Các quý vị đại biểu, thưa các bá các chị, hội viên phụ nữ trong toàn thôn cùng toàn thể nhân dân kính mến, hòa trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân với hào khí con cháu Lạc Hồng. Quê hương đất nước đổi mới nhằm nâng cao đời sống và vật chất tinh thần cho hội viên phụ nữ. Thực hiện đạo của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bình Thanh, được sự nhất trí của các cấp ủy đảng, chính quyền, căn cứ vào chương trình công tác hội và phong trào phụ nữ. Hôm nay, ngày 21 tháng 12, 2019, Chi hội Phụ nữ thôn Lập ấp xã Bình Thanh đang tổ chức đêm giao lưu các câu lạc bộ dân vũ của các chị chi hội trong toàn xã và các thôn xã bạn. Đặc biệt khi tham gia câu lạc bộ, chị em còn được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sống, giúp nhau trong lúc khó khăn, là môi trường thu hút tập hợp đông đảo chị em và tham gia sinh hoạt hội, góp phần thực hiện tốt trong phong trào 503 sạch do chi hội phụ nữ các cấp phát động. Với mục đích ý nghĩa đó, thay mặt ban chấp hành chi hội phụ nữ tôi và ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm giao lưu dân vũ chi hội phụ nữ thôn Lập ấp xã Bình Thanh. Kính chúc quý vị đại biểu, các bá các chị cùng toàn thể cán bộ và nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc đêm giao lưu thành công tốt đẹp. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chân thành cảm ơn bà. Kính chúc bà và gia đình có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, về dự và động viên câu lạc bộ dân vũ thể thao thôn Đập ấp ngày hôm nay, có các đại biểu cũng có những bó hoa tươi thắm để chúc mừng. Xin được trân trọng giới thiệu bó hoa tươi thắm của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Bình Thanh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Bình Thanh do ông Đỗ Xuân Thao, cán bộ văn hóa lên trao tặng cho câu lạc bộ. Xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời ông. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông, kính chúc ông và gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Bình Thanh lên trao tặng, xin trân trọng kính mời bà. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà, kính chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, gia đình an khang và. Sau đây tiếp tục chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời ông Đoàn Trọng Tài, Chủ tịch Hội Nông dân xã cũng lên có bó hoa tươi thắm để chúc mừng. Cảm ơn ông rất nhiều, chúc ông và gia đình thật nhiều sức khỏe. Và tiếp tục trân trọng kính mời bó hoa tươi thắm của đại diện trạm y tế xã Bình Thanh cũng sẽ gửi về chúc mừng cho câu lạc bộ trong buổi tối nay. Xin trân trọng kính mời bà Hoàng Thị Luyến trở lại sân khấu để nhận hoa chúc mừng. Vâng, cảm ơn đại diện của trạm y tế xã Bình Thanh rất nhiều. Liên tục chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Bình Thanh cũng có những bó hoa tươi thắm để gửi về chúc mừng câu lạc bộ trong buổi tối ngày nay. Vâng, chúc ông và gia đình cũng như hợp tác xã sức khỏe, công tác tốt, cũng là năm mới an khang thuận lợi ông. Cảm ơn ông rất nhiều, chúc ông và gia đình thật nhiều sức khỏe, gia đình an khang và hạnh phúc. Của xã bàn, thôn bàn cũng có những bó hoa tươi thắm chúc mừng. Tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Hương, câu lạc bộ dân vũ xã Minh Tân, đại diện cho các câu lạc bộ xã Minh Tân, xã Minh Hưng, xã Long Bình và các câu lạc bộ.
Bộ Thốt, Điền Biên, Thả Phú, Đa Phúc lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời bà. Xin trân trọng kính mời bà Hoàng Thị Luyến thay mặt cho câu lạc bộ lên nhận hoa chúc mừng. Vâng, cảm ơn ông rất nhiều, chúc ông thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để chúc mừng đó ạ. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn ông cũng trở về chúc mừng cho câu lạc bộ trong buổi tối nay. Xin chân trọng kính mời bà Hoàng Thị Luyến trở lại sân khấu để nhận hoa từ công ty Vàng Bạc Hải Hà. Vâng, cảm ơn đại diện công ty Vàng Bạc Hải Hà rất nhiều. Chúc công ty làm ăn ngày một phát triển. Vâng, cảm ơn bà Hoàng Thị Nga, Tổ Văn. Vâng, thay mặt cho câu lạc bộ xin cảm ơn ông rất nhiều. Chúc ông và gia đình thật. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Chúc học gửi về chúc ông câu lạc bộ trong buổi tối nay. Chúc ông và gia đình nhà thật nhiều sức khỏe. Vâng, cảm ơn bó hoa với món quà của liên tục chương trình. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Hoàng Thái Thanh thôn Đà Bắc cũng có bó hoa món quà để gửi về chúc mừng cho câu lạc bộ trong buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời bà Đặng Thị Hồng đại diện cho con em xa quê. Vâng, cảm ơn ông với món quà cũng như bó hoa tươi thắm. Chúc ông và gia đình thật nhiều sức khỏe. Toàn thể các bá, các chị và toàn thể nhân dân, thay mặt cho Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thanh, tôi xin thông qua quyết định thành lập câu lạc bộ dân vũ thể thao chi hội phụ nữ thôn Lập Ấp. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kiến Sương, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thanh số 06 QĐ-BCH, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Bình Thanh ngày 21 tháng 12 năm 2019 quyết định về việc thành lập câu lạc bộ dân vũ chi hội phụ nữ thôn Lập Ấp năm 2019. Chi hội thôn Lập Ấp, ban chủ nhiệm câu lạc bộ và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thanh, chủ tịch đã ký. Ngày hôm nay, câu lạc bộ dân vũ thể thao của chi hội phụ nữ thôn Lập Ấp chúng tôi chính thức được thành lập. Tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, rất vui và phấn khởi trong buổi lễ ra mắt câu lạc bộ dân vũ thôn Lập Ấp chúng tôi ngày hôm nay, được đón nhận các câu lạc bộ dân vũ đến từ các xã bạn, thôn bạn. Sự diện đông đủ của các bạn trong ngày vui này chắc chắn sẽ là nguồn động viên cổ vũ rất lớn. Vâng, xin cảm ơn bà rất nhiều, cảm ơn đại diện các câu lạc bộ rất nhiều. Dân vũ thôn Lập Ấp trong buổi tối nay đề nghị toàn thể chúng ta một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón câu lạc bộ Hội Người Cao Tuổi thôn Lập Ấp. Mà sáng sáng như tấm lòng của bác.
bóng tiến đường thành đông và hậu phương mà đi thêm theo tiếng người dục bước tới thắng lời về mong tung nhớ con sông mới thỏa tâm lòng thống nhất con sông ngay sau đây để gửi tới toàn thể quý vị. Xin mời tập thể các câu lạc bộ đồng diễn với bài Tổ quốc gọi tên mình. Xin mời toàn thể quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón tiết mục của tập thể các câu lạc bộ ạ. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam.
biết bao chiều người lấy thân mình che chở. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay sực lửa. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình. Của thôn Chủ Nhà, thôn là bác ạ. Vâng, với bàn ra mắt với bài hát Cô Gái Mở Đường sẽ trở về với chương trình chúng ta ngay sau đây. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức chương trình này với những tràng pháo tay và một miệng để cảm ơn tất cả các câu lạc bộ đã trở về tham gia chương trình của chúng ta buổi tối nay nữa. Vâng ạ. Vâng ạ, ngay sau đây xin mời cả quý vị cùng thưởng thức tiết mục của câu lạc bộ dân vũ Chủ Nhà thôn Đồng Ấp với ca khúc Cô Gái Mở Đường. Mở đường để xe đi tới, yêu biết bao.
gian khó phải lùi nhưng em tiến bước. Em có nghe tiếng súng nơi tiền phương dũng lòng, miền Nam tha thiết gọi cả nước ta lên đường. Tiếng nói Bác Hồ trong tim người sáng như sao mai lấp lánh rọi núi rừng soi.
nhạc đêm nay dùng nhịp đếm bằng chay. Đuốc gần tan nhịp càng thêm dẫn dối, bóng trăng lên vừa khói đỉnh đồi cây. Người chưa ngơi đã sẵn có người thay, gói gạo với đi vào rồi gạo lại đầy. Cắt cùng cùng, cắt cùng cùng, cắt cùng cùng cùng, cắt cùng cùng, cắt cùng cùng, cắt cùng cùng cùng. Tiếng cười vui đầy núi đêm vắng vẻ, có ai đi về phía những hàng cây? Mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay, khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đếm bằng chay. Đuốc gần tan nhịp càng thêm dẫn dối, bóng trăng lên vừa khói đỉnh đồi cây. Người chưa ngơi đã sẵn có người thay, gói gạo với đi và rồi gạo lại đầy. Bài hát Hát về mẹ Việt Nam anh hùng sẽ tiếp tục chương trình trong buổi tối nay. Xin quý vị một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để chào đón câu lạc bộ dân vũ thôn Khả Phú xã Bình Thanh. Chúc mừng.
xin chân thành giới thiệu câu lạc bộ dân vũ quân Thôn Đà Cốc. Xin mời em về câu lạc bộ chúng ta tiến về sân khấu ạ. Trở lại với tiết mục của câu lạc bộ dân vũ phụ nữ xã Minh Hưng với bài Tàu Anh Qua Núi. Xin được chào đón câu lạc bộ dân vũ xã Minh Hưng. Sau câu lạc bộ dân vũ xã Minh Hưng sẽ là tiết mục của câu lạc bộ dân vũ thôn Điện Biên. Chúng ta chuẩn bị.
Và sau thôn Điện Biên sẽ là thôn của xã Nam Bình là chúng ta chuẩn bị. Và để tiếp tục chương trình, xin mời toàn thể quý vị hãy đến với tiết mục của thôn Tân Ấp, xã Minh Tân với bài Tàu Về Quê Hương. Xin mời toàn thể quý vị chào đón câu lạc bộ dân vũ của thôn Tân Ấp, xã Minh Tân.
Vâng, là sau những này thì thôn Lâm Bình chuẩn bị. Vâng, cảm ơn tiết mục quý vị tiếp tục thưởng thức tiết mục của câu lạc bộ dân vũ xã Lạc Bình với bài Gặp Nhau Giữa Sương Mơ, với điệu nhảy chín bước cũng sẽ trở về trong buổi tối hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón các buổi thôn Lạc Bắc.
trường.